Mình Thanh Hoàng Sao nè các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi là cho Nhí với lại bé Dương là solo với nhau nha các bạn. Mình sẽ chơi giấu đồ nha, mình là người giấu, bé Dương và Nhí sẽ solo với nhau, ai là người tìm đồ ra trước nha các bạn. Thì ở phía sau lưng mình á là có rồng tình ái nè, rồng băng và rồng ánh sáng nè. Trước khi vào trò chơi á thì Nhí với bé Dương chào các bạn ấy. Hello cả nhà yêu của Dương nha, hello. Hello mọi người. Ok, thì trước khi vào video á thì những bạn nào mà chưa bấm like và chưa đăng ký kênh á thì các bạn sẽ có 3 giây để nhắn nha. 3, 2, 1 và các bạn hãy đón xem Nhí và bé Dương ai là người chiến thắng nha. Ok, bây giờ điều tiếp theo á là mình sẽ kích Nhí với lại bé Dương ra ngoài. Ủa nha. Vậy? Ây da. Anh ấy không một lời nào. Anh này anh không được rồi nha. Tụi em có thể tự ra được mà, anh sao nói lời nào đuổi thêm đi như vậy chứ. Tốt, tôi được idol for life thôi mà sao đuổi ra khỏi nhà. Đúng, tôi sẽ bóc phốt. Anh hãy đợi đấy. Nu ba cái chi? Chính xác, exactly. Thì bây giờ á mình sẽ giấu cái con rồng trái tim trước nha các bạn, tình yêu nha, là con rồng màu hồng nha. Thì bây giờ mình sẽ giấu một cái nơi đầu đó mình kiểu như cho Nhí với lại bé Dương kiểu như là khó tìm kiếm nhất nha các bạn. Rồi mình cũng thu hồi con rồng băng và con rồng ánh sáng này lại luôn nha. Giờ không biết giấu ở đâu đây. Giấu ở đâu mà mọi người vô mọi người kiếm không được nhỉ? À, mình biết giấu ở đâu rồi. Mình sẽ bỏ vô đây nha. Làm sao mà tìm được? Ây da. Sao nó bị lú cái đầu lên nhỉ? Đó, mà mình cảm thấy nó không an toàn lắm các bạn ơi. Mình quyết định là mình sẽ giấu thêm một cái chỗ nào đó nó xa xa hơn một miếng nha. Mà cũng có thể là mình giấu nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Ủa, nơi nguy hiểm nhất nơi an toàn nhất chứ. Ồ, cái chỗ này được nè. Rồi, mình sẽ cố tình mình sẽ để cho nó ra như thế này nha các bạn. Đó, mình sẽ cho nó lú ra một miếng nha. Còn tìm không được nữa thì chẹo nha các bạn. Rồi ok, vậy là mình đã giấu xong rồi nha. Bây giờ để bây giờ như Nhí vô tìm nha, xem ai là người tìm trước nha các bạn. Người nào mà người tìm trước á thì người đó sẽ là người chiến thắng nha. Rồi nếu như các bạn bình chọn Nhí thắng á thì các bạn hãy nhấn nút like nha các bạn. Còn nếu như các bạn bình chọn Bé Dương thắng á thì các bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh nha. Các bạn có 3 giây. 3 2 1 trò chơi bắt đầu. Let's go. Let's go. Chị đi trước nha Dương ơi. Vậy chú ơi, Dương nhường chị á. Dương kiểu gì cũng thắng thôi. Ghê vậy sao? Để xem. Dương bấm ghi à, xong rồi Dương đi vô nè. Rồi, để coi nha. Ây da, siêu xe với châu. Cái nhà anh Hòa chạy xe trơn quá vậy ta. Anh cố tình làm khó mà nói chị em biết thừa. Ủa đâu rồi trời. Ủa sao cái nhà có bé tiếu mà tìm khó với người ta. Ui, em bị lọt xuống nước rồi. Kêu. Ây da, ở đâu rồi ta. Hình như hồi nãy em mới thấy nó lấp ló ở đâu đây á ta. Nãy mới đi ngang coi thì phải mà không biết phải không trời. Ây, hình như em thấy được đâu đây nè. Ghê hả? Này đúng không? Chín cha. Thì để em cầm cái kính lúp này em đi soi mới được. Ủa trong đây nhảy vô không được hả? Ê. Cái nè. Ghê hả? Xinh như hả? Ông ơi, tại vì nó bị lòi. Đâu coi ơi. Nó bị lòi ra. Nè nè. Ôi chịu rồi. Cố tình đặt lòi mà. Nhí hai dưới rồi trời. Ôi anh Hòa làm quá dễ. Nè đấy đúng không? Ok, thì ở ván đầu tiên Nhí là người chiến thắng nha các bạn ơi. Mình không ngờ Nhí tìm được nhanh như thế luôn á. Một xíu nữa mình nghĩ mình sẽ giấu khó hơn nha các bạn. Trời đất ơi, để lòi ra chi, để cho Nhí thấy vậy trời. Chịu rồi. Đúng, ngồi giấu quá khó vậy. Là Dương khỏi tìm luôn, cứu Dương với. Ok, rồi bây giờ đến vòng 2 nha. Vòng 2 thì mình sẽ đổi sang con rồng băng nha. Nhưng mà ở ngôi nhà khác. Let's go. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ đến vòng 2 nha các bạn. Mình sẽ giấu cái con rồng băng này nha. Ở trên ngôi nhà là 54kc nha các bạn. Ủa lộn, 54k tiền sao nha. Thì không biết giấu ở đâu đây. Mình sẽ kiếm một cái chỗ nào mà gọi như là khó khăn nhất nha các bạn ơi. Hồi nãy á thì mình giấu cái chỗ đó ở trong góc núi. Mình cố tình mình để hí ra một miếng là mình cảm thấy nó rất là khó các bạn. Mình nghĩ bé Dương với Nhí sẽ sử dụng mình trợ giúp á. Nhưng mà không ngờ, thật là không ngờ luôn các bạn ơi. Mới vô thì chưa tới một phút nữa là Nhí đã tìm ra được rồi các bạn ơi. Chịu rồi. Bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ giấu một cái chỗ mà nó khó hơn nữa nha các bạn. Ây, mình đã thấy được một cái chỗ giấu rồi, mình sẽ giấu ở trong đây nha. Đó, lấy con rồng ra nè. À, nó cơ, vậy mà thấy nữa thì chịu luôn á. Đây, để coi rồi, nó có lú ra cái gì hay không nha các bạn. Trời đất ơi, hình như là có lú rồi. Sau một khoảng thời gian thì mình thấy chỗ này nó không ổn rồi. Mình sẽ thu hồi lại nha. Nó to quá các bạn ơi, mình nhét vô nó không có được. Rồi, rồi, mình thấy một cái chỗ mà giấu khác rồi các bạn ơi. Mình thấy cái chỗ này mình nghĩ là chắc là nó không dễ mà nó cũng không khó nha, mà không ngờ đến luôn. Như thế này mà tìm được nữa thì mình chịu luôn nha các bạn. Yeah. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong việc giấu rồi nha. Bây giờ thì đợi Nhí với lại bé Dương đi tìm thôi. Rồi, bây giờ đến vòng 2 nha các bạn ơi. Thì khi nãy vòng 1 thì Nhí là người chiến thắng nha. Vòng 2 thì các bạn đón xem ai là người chiến thắng nha các bạn ơi. Những bạn nào mà khi nãy mà chưa like và chưa đăng ký kênh á thì các bạn nhanh chinh like và đăng ký kênh nha các bạn. Rồi, bây giờ vòng 2 bắt đầu. Let's go. Chị cũng đi đây. Ủa mà hình như nhà này đâu có sử dụng xe. Không chạy xe được. Nhà này chỉ có quốc bộ thôi này, chờ bút mùa chạy bút mùa cho tới.
Ồ ồ, bây giờ biết tìm ở đâu đây? Ngồi không cửa rồng không gì luôn. À, tôi đã bắt gặp được Dung Dung. À dạ, cái gì chị? Thôi đi chị với em sẽ chia ra mỗi người một nơi đi. Mà em muốn đi bên này, chị đi bên kia chị. Ok, chị sẽ đi qua một đống bếp của anh Hòa bên kia. Mà anh hay có cái gọi là cái xu hướng là chỗ gì, chỗ an toàn nhất là cái gì, chỗ nguy hiểm nhất gì đó. Cho nên em nghĩ là cái chỗ này mà nó kiểu nó vắng vắng á, thì chỗ đó là sẽ có. Tính ra em đi tìm, em phát hiện một điều hơi bị ghê luôn. Gì vậy? Anh Hòa để coi nhảy xấu á. Ê, bữa nào em đột nhập anh Hòa đi coi lại đi. Thôi, bữa này em đột nhập em chịu cất đi hết, chị không thể coi lại được. Ủa, nhưng mà đợt này anh Hòa giấu mét màu gì vậy? Con, ủa, ủa hén. Anh giấu con rồng băng nha. À, ok, rồng băng. Ý là ban tổ chức lần sau chuyên nghiệp miếng đâu mà bắt người ta đi kiếm mà không nói là mình giấu cái gì là sao vậy? À, tính ra hồi nãy vòng 1 trước khi sang vòng 2 là có nói rồi luôn á. Rồi bây giờ đến vòng 2 á, vòng 2 thì mình sẽ đổi sang con rồng băng nha, nhưng mà ở ngôi nhà khác. Let's go. À sorry ban tổ chức nha, tôi vô tâm quá. Vậy là lỗi thí sinh. Đúng vậy, lỗi thí sinh nhí baby. Còn lỗi thí sinh của Dương Dương là do tin lời nhí baby. Tôi đã gặp được thí sinh Dương Dương rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy cái tượng đó đâu hết. Anh kêu là không có dấu hẹn ở đâu á, chị nên phải đi kiếm hết á. Trời ơi, chỗ này anh còn khóa không cho mình mở chìa khóa đó. Trời ơi là trời, cái anh này thiệt. Anh có dấu dưới hồ bơi không ta? Không thấy rồi đó. Ủa, em thấy chị nhí kìa, hello. Ừ, chị đang vô nhà tìm mà. Có ngoài trời. Ở ngoài tìm sao mà nghe nó hiu quá ta. Em xuống dưới hầm em tìm mà cũng không có hả vô. Dưới hầm anh hả, anh khóa cửa anh có cho em xuống đâu. Để coi xuống hầm có không nha. Ủa Dương ơi, nãy em kiếm dưới hầm rồi mà đúng không? Không, em dán nhầm qua. Ôi, đây khóa cửa rồi, mở cửa sao vậy? Không, ủa, không mở có cửa chìa khóa chị ơi, nãy anh khóa, anh giấu chìa khóa rồi. Tính ra là không cần chìa khóa cũng mở được luôn á Dương ơi. Ủa sao nãy nó mà em cần chìa khóa vậy mà? Ủa? Ui, đây nè, giúp này nè. Yeah. Hả? Trời ơi, anh giấu trong cầu thang như vậy nè. Hả? Trời ơi trời. Trời ơi trời, cái gì vậy trời? Ủa. Thôi, chịu rồi, em... Thôi. Oh no, thì vẫn thứ hai này là nhí tiếp tục chiến thắng nữa nha các bạn ơi. Thì khi nãy bé Dương cũng có vô đây rồi, nhưng mà không hiểu sao mà bé Dương không thấy nha các bạn. Nhí thì lại thấy, kiểu như nhí hình như là kiểu như là kỹ hơn các bạn. Nhìn đủ mọi ngóc ngách hết, giấu ở trong hốc vậy mà cũng thấy được nó, chịu rồi. Rồi, bây giờ thì đến vòng 3 nha. Không biết là nhí có chiến thắng áp đảo hay không nha các bạn ơi. Đó, bé Dương cũng sẽ trở thành kiểu như là quyền thoại mà thua không bao giờ thắng luôn nha các bạn. Thì ở ván 3 này á, mình sẽ tiếp tục giấu một con rồng luôn nha, nhưng mà là con rồng đen nha. Rồi, bây giờ đến ván 3 nha các bạn ơi. Ván này á thì mình rất là hy vọng bé Dương sẽ là người chiến thắng nha các bạn ơi. Chứ không lẽ mà thua 3-0 thì mình chịu luôn á các bạn. Thì lần này mình sẽ giấu cái con rồng đen này nha. Nhưng mà lần này mình sẽ giấu một chỗ nào mà nó xa xôi nha các bạn ơi. Chứ khi nãy mình giấu toàn là gần không là mà nó kiểu như nó dễ quá. Chơi chưa cái gì hết mà đã chiến thắng rồi các bạn. Chán ghê á. Cho nên là bây giờ mình phải giấu ở đâu chạy? Giấu ngoài ngọn núi kia thì sao nhỉ? Mình sẽ kiểu như là bơ tới tận cùng trái đất luôn nha các bạn. Lần này mà tìm được nhanh nữa thì mình chịu luôn á các bạn ơi. Thôi, mình bơ xa lắm rồi. Nếu mà giấu được ở sau ngọn núi này nữa thì khá là tốt. Oh no, không giấu sau ngọn núi này được rồi các bạn ơi. Mình để mình thử đặt những cái tấm thảm rồi nha. Đó, mình sẽ nhích qua bên kia nha bạn, để mình giấu sau cái ngọn núi này. Đó, ok. Tiếp tục nha. Đó, được nè. One eternity later. Oh, sực ơi nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đặt con rồng băng ra nha. Ủa nhầm, con rồng màu đen nha các bạn. Đó, biểu tượng rồng đen. Đấy. Mình giấu bút ngoài kia luôn nha các bạn. Đó. Lần này mà tìm được nữa thì mình chịu luôn. Quá ok nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ thu hồi những cái này lại nha. Đó, thu hết luôn. Ok, vậy là mình đã giấu xong rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì để Nhí với lại bé Dương đi tìm thôi. Ai là người chiến thắng nha. Let's go. Ok, bây giờ đến vòng 3 nha các bạn ơi. Thì khi nãy vòng 2 thì tiếp tục là Nhí thắng nữa nha các bạn ơi. Tỷ số hiện tại là 2-0 nha. Lần này thì mình rất hy vọng là bé Dương sẽ là người chiến thắng các bạn ơi. Không lẽ mà thua 3 lần luôn. Nếu mà thua 3 lần thì nhục lắm nha. Rồi cố lên nha bé Dương ơi. Rồi, bây giờ vòng 3 bắt đầu. Con rồng đen. Let's go. Em vô nhà tìm chưa Dương? Em đang đi trong nhà này chị ơi. Ok, vậy chị sẽ tiếp tục kiếm ở ngoài tiếp.
Trời, anh có giấu ngoài đảo không trời? Bên đây là cái mùa vi vip. Trời. Okay. Thôi hả? Không chị, anh xây nhà kiểu gì em ơi. Rồi, ok, vậy thì hôm nay Nhí sẽ đi review nhà của anh Hòa nha các bạn ơi. Tại vì Nhí tìm con rồng không có ra. Gì chắc anh nói. Rồi, thấy xa xa bên kia là anh Hòa để nguyên cái cục kim cương màu xanh luôn kìa. Chị ơi, coi, rồi, coi sổ anh nhầm coi gì vận may. Oh no. Oh no. Không coi nữa, hết tiền sao rồi, đang tích tiền sao. Trời ơi, đâu vậy trời. Nó ở đây không ta? Ảnh hay giấu gần gần lắm. Chắc ở trên cao kia quá, nhưng mà làm sao đi lên cao được đây. Vậy thì mình sẽ tiến vô nhà nha. Ây da. Ây, ây. Không phải mình chơi lát xúc xắc không Dương ơi? Lát xúc xắc gì chị? 1, 2, 3, 4, 5, 6 không tính kìa. Dạ trời. Anh nó làm bẫy mà em mở cửa cái em rớt cái đùng luôn mà. Trời, còn trong đây ảnh xây cái gì vậy? Ảnh xây gì mà hai cái ma. Ồ. Anh Hà. Anh Hà. Cái gì vậy? À vậy. Tôi gỡ được bánh của rồi nhá. Tele đi. Cái gì ở đâu vậy? Chị chạy. Nghe đây nha Lois. Chị ta tìm trong im lặng vậy ta. Rồi, ok, mình đã nghe được tín hiệu của bé Dương rồi nha các bạn ơi. Hình như là bé Dương tìm được rồi mà kêu mình tele. Bây giờ mình sẽ tele thử nha. Đâu vậy? Ủa là trời, cái gì em giấu ngoài đây ghê vậy? Chịu. Wow. Tôi ra được luôn nè. Ok nha các bạn ơi, thì cuối cùng bé Dương cũng đã chiến thắng gỡ lạc ở vòng 3 nha các bạn ơi. Thì tỷ số hiện tại là 2-0 nha, thì Nhí vẫn là người chiến thắng nha các bạn ơi. Nhưng mà thì cũng thay vì thua 3-0 thì bé Dương cũng đã gỡ lại được 1 điểm nha các bạn. 1-2 nha, tỷ số là 2-1 nha, nghiêng về Nhí baby. Yeah. Ok, nãy giờ các bạn đã xem được tới đây rồi. Nếu như các bạn cảm thấy cái clip này hay, hoặc là muốn mình và những bao tem solo với nhau, hoặc là ở video sau Nhí sẽ là người solo với ai, hoặc là bé Dương sẽ là người solo với ai á, thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha các bạn biết. Nếu clip này được 2000 like á thì mình sẽ tiếp tục ra phần 2 nha, mình ra liền luôn nha các bạn đó. Khi mà đủ 2000 like thì mình sẽ ra ngay lập tức luôn nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt, yêu cả nhà nhiều lắm. À quên nữa, mình đi trả kèo mini game cho các bạn trước khi kết thúc video chứ. Ở trước video phối đồ theo bao tem thì bây giờ mình sẽ trả kèo cho các mấy bạn nha. Không biết ai là người chiến thắng đây. Wow, bạn AD Phạm nha. Rồi bây giờ mình sẽ copy tên của bạn này, có chủ đề nè. Mua nè, thanh toán ngay nè, nạp tiền thành công nè. Những bạn nào mà muốn tham gia mini game của mình nữa thì các bạn hãy để lại ID của mình ở lại bên dưới phần bình luận cho mình biết nha. Ở video sau thì mình sẽ tiếp tục tặng quà cho các bạn nữa nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye.